Cũng theo Nghị định 144 thì việc thi Hoa hậu sẽ được nới lỏng. Theo quy định cũ, phải vào top 3 của thi Hoa hậu trong nước thì mới được xét cấp phép sự thi quốc tế. Tuy nhiên, theo quy định mới, hồ sơ xin cấp phép chỉ còn yêu cầu lý lịch tư pháp và thư mời chấp nhận thí sinh từ cuộc thi quốc tế gửi về. Cục nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, quy định này sẽ giảm việc thí sinh thi chui, sau đó về chịu phạt vì không thuộc top 3 cuộc thi trong nước. Ngoài ra đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức ở Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch căn cứ tình hình cụ thể từng năm để xem xét quyết định nhưng không quá hai cuộc. Thì người đẹp, người mẫu toàn quốc thì cấp tỉnh, vùng, ngành, lĩnh vực sẽ phân cấp cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức vòng chung kết xem xét, mỗi năm không quá một cuộc tại một địa phương. Ngoài ra không quy định phải đạt danh hiệu chính thức tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước khi đi thi quốc tế.